Hello, xin chào mọi người. Chắc mọi người thấy lạ đó đúng không? Bởi vì bình thường là Ly sẽ đi cùng với Jun, nhưng mà Jun bây giờ đi ngủ rồi. Cho nên là nhân ngày không đi làm và Ly cũng rảnh rỗi, cho nên là Ly sẽ làm một cái video về top 3 sản phẩm Ly thích trong năm 2019 mà Ly nghĩ là mọi người ai cũng nên sở hữu, ai cũng nên mua. Bởi vì nó sẽ giúp cho công cuộc dưỡng da của các bạn nó cải thiện hơn rất là nhiều, và da cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vì mình không phải là beauty blogger cho nên là mình sẽ không có kiểu kiến thức quá sâu á về cái sản phẩm mà mình review, nhưng mà mình sẽ review về cái trải nghiệm thật sự khi là một người tiêu dùng bình thường. Vậy ha, bắt đầu. Đầu tiên là phải kể đến cái máy Forel này. Cái máy năm nay là hot quá ha, chỉ thấy ai cũng quảng cáo, ai cũng nói tới, nhưng mà hôm nay mình xin nói tới một lần nữa, các bạn nên mua đi. Ngày xưa Ly rửa mặt bằng hai bước, đó là dùng tẩy trang và dùng sữa rửa mặt, thì Ly cảm thấy nó đã đủ sạch rồi. Nhưng mà khi mà rinh cái máy này về và rửa lần đầu tiên, Ly là cảm thấy là da của mình, trời, nó chưa bao giờ nó được sạch sẽ tới như vậy, sạch sẽ chân tu tới như vậy luôn á. Thì Ly đã biết là mình đã không phí tiền khi mà mua cái sản phẩm này. Nó cũng không có giá, không hề rẻ. Tầm khoảng 2 triệu mấy một cái, Ly mua được sale là 2 triệu 2. Thì đó là cũng là một khoản tiền cần cân nhắc. Nhưng mà sau khi Ly mua thì cảm thấy là mọi người ai cũng nên sở hữu cho mình một cái. Bởi vì nó thực sự nó làm sạch da rất là sâu, nó rất là phê. Nó rung, nó có rất là nhiều tần số rung. Thì cái dòng mini này xài được tất cho tất cả các loại da. Mấy bạn không cần mua bản full đâu, mua bản mini là cũng ok rồi. Mình tiết kiệm tiền với những cái bạn học sinh sinh viên thì đó cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng mà mình nên, các bạn nên đầu tư mua một cái. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà da mặt mình được làm sạch đó, thì tất cả những cái bước skin care ở phía sau nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với một da mặt mà nó còn bụi nè, còn dầu thừa, còn này kia ở trên mặt, thì càng bôi nó càng lên mụn thôi, nó không có thấm thác vô da được gì hết trơn á. Cái này một ngày mình sẽ rửa tầm 2 phút xong mình tẩy tế bào chết hóa học hay này kia, thì những cái bước đó cũng mình cảm giác nó thấm sâu và cái da của mình nó mềm hơn trước rất là nhiều. Thì nếu như mà ai mà còn đang cân nhắc thì Ly khuyên là nên mua ngay và luôn đi. Thì sản phẩm này hiện tại là nó hot nè. Kiểu cái gì hot thì thường nó có hàng fake nhiều lắm, cho nên các bạn thận trọng nha. Mình khuyên là không nên mua trên Shopee. Trên Shopee nhiều hàng giả cực kỳ luôn á. Thì Ly mua hay mua sản phẩm tính hạ ở đâu thì Ly sẽ đính kèm cái link tới cho mọi người, để mọi người có thể tìm mà mua những cái sản phẩm chính hãng. Bởi vì Ly là một người rất là khó tính trong cái việc chọn mua sản phẩm. Ly chỉ mua hoặc những cái chỗ mà mình hai chỗ mà mình cảm thấy tin tưởng rồi mình order về nữa. Những cái sản phẩm mà mình không tìm thấy ở Việt Nam thì mình sẽ order về, chứ Ly cũng không có mua hoặc là tìm ở trang Shopee này kia. Ly không có tin Shopee bởi vì trên đó nó nhiều hàng giả quá. Vậy ha. Ok, tới sản phẩm thứ hai cũng là liên quan tới làm sạch da. Thì đây là sản phẩm về tẩy da chết của Skinlosophy, là một hãng mỹ phẩm của Việt Nam. Đây là sản phẩm mà mình đã tin dùng hơn cũng tầm 2 năm nay rồi, và chưa có một em tẩy tế bào chết nào có thể vượt mặt được em này hết. Ly đã xài được tầm khoảng 3-4 chai này rồi. Này, cái chai này cũng sắp hết rồi nè. Chai này cũng sắp hết trơn rồi. Thì ngày xưa mình hay xài mấy cái mà tẩy da chết vật lý, nó có hạt á, rồi mấy cái mà kiểu gel rồi mình kỳ ra cái á mọi người. Nhưng mà từ hồi biết cái này thì kiểu mình đã được khai sáng. Thì trong đây là có AHA và BHA. Nó có kích thước siêu nhỏ giúp đẩy nhanh việc loại bỏ tế bào chết và kích thích làm trẻ hóa tế bào, giữ ẩm và làm hồi sinh cho da. Thì cái này trước khi mình dùng sữa rửa mặt thì da mà mình khô thì mình sẽ bôi một lớp như vậy. Mình bôi xong mình đợi 10 phút. Thì trong cái quá trình đợi thì mọi người sẽ thấy da nó rất là căng, và cái cảm giác châm chích giống như mình bị bôi da
ở trong xà ba họ giống kiểu kiểu bị kiến cắn vậy đó. Lúc đầu là rất là rát và khó chịu mà còn bị đỏ nữa, nhưng mà một thời gian lâu rồi da nó quen rồi sẽ cảm thấy rất là thích cái cảm giác đó. Đó là cảm giác mà da mình được làm tẩy tế bào chết này, nó được sạch sâu mọi người. Thì dùng cái bộ đôi này nè, đảm bảo là hết mụn đầu đen, vừa rửa mặt sạch nè, vừa tẩy tế bào chết mà nó sâu ở trong lỗ chân lông á, hai bên này nè, nó đi vô sâu trong á, nó làm thông thoáng cái lỗ chân lông của mình để nó không có bị lên mụn. Vậy mới nói là cái quá trình mà làm sạch nó sẽ giúp cho mình ngăn ngừa được mụn nè, da xỉn rồi này kia. Cho nên là mọi người hãy chú trọng cái bước đó nha, đừng có bỏ qua, đừng có quá chú trọng cái phần mà dưỡng da mà bỏ qua cái phần làm sạch da cho mình. Tiếp theo đây là một sản phẩm mà Ly vô cùng tâm đắc. Đây, nhỏ và có vỏ nha. Đây là sản phẩm Việt Life Skin Care Nano, là một sản phẩm trị mụn mà được sáng chế bởi một giáo sư người Việt Nam. Tự hào quá. Ly ít khi mà xài mỹ phẩm mà hàng Việt Nam, lúc thật sự là như vậy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Ly cảm thấy mà yêu thích một cái sản phẩm nào đó như tới như vậy. Vì là cái mình biết cái sản phẩm này thông qua hai kênh YouTube là Anh Xính Đại Hàng và Mi Chan. Thì tình cờ xem thấy cả hai người đều review cái này thì Ly cũng đã cảm thấy rất là tò mò, rồi Ly cũng mua về thử. Bình thường là da Ly nó không có mụn, nhưng mà tới mà kỳ kinh nguyệt á thì da Ly sẽ có rất là mấy cái mụn mà đau lắm, một hai cục đó, nhưng mà nó rất là khó chịu. Ý, này xài gần hết rồi giờ xịt không ra luôn. Đây, nó sẽ có màu vàng vàng như vậy. Thì khi mà Ly sử dụng á thì khi mà Ly có mụn thì Ly sẽ chấm cái mụn đó, thì nó sẽ giúp cho da của Ly nó cái mụn đó nó cái cồi mụn á nó trồi được rất là nhanh, mà nó cứng lại thì Ly chỉ khẩy đi thôi đó. Rồi với những cái mụn bọc thì Ly bôi vô thì nó sẽ như rất là nhanh sẹp, mà nó không có kiểu mà bình thường nó sẽ nhú bự xong mà nó không có cùi, nó cảm giác khó chịu lắm. Nhưng bôi cái này nó sẽ sẹp nè. Rồi với những cái mà mụn đầu trắng thì nó sẽ làm khô cái cồi mụn đó, rồi nó giúp bật ra nhanh cho mình mà không có để lại thâm hay sẹo gì quá nghiêm trọng. Rồi với những cái thâm hai bên này nè thì mọi người có thể dùng để bôi sau cái bước mà dưỡng ẩm xong, thì mình sẽ bôi lên cái phần mà mình bị thâm, nhưng mà đừng bôi quá nhiều nha, không nên bôi quá nhiều, bôi một cái lớp mỏng thôi. Cái trong này á thì người ta có nói là có thể dưỡng da, nó giúp làm mềm da, mọi người có thể bôi hết mặt, nhưng mà mình nghĩ là không nên bôi hết mặt vì nó sẽ rất là khó rửa, bởi vì cái nó có cái thành phần là nghệ khá là độc đặc tới 22%, thì nó có cái lớp vàng vàng nó sẽ khá là bám khá là lâu, cho nên là mình khuyên mọi người nên chấm ở vết mụn với lại vết thâm thôi, không nên là bôi hết cả mặt thì không là sáng mai cái mặt nó vàng khè luôn. Chuôn cũng thích xài cái này lắm. Chuôn khi mà chuôn có mụn là Ly chấm hay chấm cho chuôn, kiểu xong cái sáng dậy không có đẹp rồi nhanh vãi. Chuôn rất là thích xài cái này luôn đó. Thì trong cái này là nó có cái công nghệ nano á, là nó giúp cái phân tử của cam á nó rất là nhỏ, nó giúp cho cái việc thẩm thấu á, nó đi sâu vào bên trong, và nó giúp làm cho cái mụn nó không có sưng tấy mà nó lên cồi rất là nhanh. Ngoài ra khi mà các bạn bôi, bình thường khi mà bôi mấy cái mà sản phẩm mà trị mụn á thì nó sẽ làm khô lắm, cái vùng da xung quanh mụn nó rất là khô, nó nhiều khi nó bị chóc rồi nữa, nhưng mà cái này thì không, da của bạn cũng nó cũng mềm mịn lắm chứ nó cũng không có bong chóc gì đâu. Nói chung là mình thấy thập âm mình tốt, ngoài cái nhược điểm của nó là cái lớp vàng nó bị bôi nhiều nó sẽ bị bám hơi bị lâu á, nhưng mà buổi sáng khi mà các bạn rửa mặt thì nên lấy một ít đá trường. Thứ nhất là nó làm cho dịu cái mụn, thứ hai là nó làm cho cái vết vàng vàng đó nó được tẩy đi hoàn toàn ha. Rồi mình dùng sữa rửa mặt mình rửa lại là sạch. Sản phẩm này thì bán trên tất cả các hiệu thuốc, rất là thân thiện, có 75.000 thôi, tuyết này 15g. Nếu như các bạn chỉ chấm mụn thôi thì chắc xài cũng được nửa năm tới một năm á. Nhỏ mà có vỏ. Mình là người Việt cho nên là mình hãy ủng hộ hàng Việt. Mình là người Việt cho nên là hãy ủng hộ hàng Việt Nam nha. Thật sự cái này là hàng Việt Nam chất lượng cao đó mọi người, chứ không phải đồ đâu. Ok.
Thì đã xong ba cái sản phẩm mà Ly cảm thấy là nó rất là cần thiết trong cái công cuộc dưỡng da của mình, và thứ nhất là của Ly, và thứ hai là mọi người, mình nghĩ là ai cũng sẽ cần một trong ba cái sản phẩm này. Thì đó, ba cái sản phẩm này nó không kén da, cái làn da nào xài cũng được hết, từ da khô, từ da khô ta da dầu tới da hỗn hợp, để xài được da của Ly là sẽ là da hỗn hợp thiên dầu đó. Ngày xưa ra dầu rất là nhiều nhưng mà bây giờ nhờ chăm da, nhờ dưỡng ẩm, nhờ làm sạch tốt cho nên mà da của mình nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Rồi những video sau thì Ly sẽ nói về những cái gì là quy trình dưỡng da của Ly ha, những cái sản phẩm dưỡng da, rồi những cái sản phẩm makeup yêu thích. Thì mọi người có hỏi mình điều máy hồng gì rồi son gì á, thì những cái video sau thì mình sẽ người ta show hết cho mọi người. Ok ha, bây giờ thì chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.